trang này của chị là đã làm đăng ký ở nơi khác rồi thì nó đã bị vi phạm tải sinh học, thì nó dẫn đến cái tình trạng là viêm lợi, khi mà cái sứ nó xúc cái lợi quá nhiều. Thì hôm nay tôi sẽ tiến hành cắt lợi và mài chỉnh xương, mài cái lợi nó tụt xuống. Mai này là mình làm răng sứ lên thì cái lợi ấy nó sẽ không bị viêm nữa, sẽ không gây ra hiện tượng hôi miệng cho bệnh nhân. Thứ nhất là hai cái răng cửa của chị là nó không được đẹp. Các bạn nhìn thấy cái đường này nó quá cao, cái đường này nó quá thấp, xương hai bên khá cao, chỉ có cửa ở lợi nữa. Cái thứ hai là giữa các nhú lợi lại có cái tình trạng là viêm lợi tương nhú. Thứ ba là cái khi mà chụp trên CT tâm đi thì thấy được là tất cả những cái răng sứ làm ngày trước của chị là nó tạo thành núi rồi, thì khi mà chị ăn uống thứ thì nó nhồi xuống đấy, nó lợi thì nó cũng không thoát ra được, thì nó dẫn đến cái tình trạng là bọc thức ăn ở đấy và gây ra việc là viêm bệnh. Thì hôm nay tôi đã tiến hành cắt cái lợi này đi và sau đấy là cứ cái xương ở mặt.
khi tôi cắt lợi ra thì các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều gầm luôn. Đây là gầm dao giữa cái răng và cái trục tứ. Đấy, tạo thành gầm như này thì nó sẽ rất dễ ăn. Kết quả sau khi mà tôi tiến hành cắt lợi hạ xương.